Xin được kính chào quý anh chị em thân mến, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Oan Hồn Oán Hận. Dị truyện cũng là một lời cảnh tỉnh cho những người không có hiếu đạo. Hãy trân quý những giây phút còn đang được ở bên cạnh người thân của mình. Và ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào nội dung của dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng. Những đợt gió bấc thổi vun vút len lỏi qua những kẽ hở của căn nhà gỗ rộng năm gian tọa lạc trên mảnh đất thênh thang của gia đình lão Bôn. Trên chiếc giường đóng bằng gỗ lim đỏ kê ở gian cuối cùng, bà Tôn, em gái của lão Bôn, đang xúc từng thìa cháo cho người bố già của mình. Thi thoảng những tiếng ho sù sụ của cụ Phương Điền lại vang lên làm cho không gian càng tăng thêm nhiều phần ảm não. Lão Bôn bước xuống bếp, nơi mụ Lành, vợ của lão, đang đun nước. Lão chỉ nhẹ hỏi: "Này, thế công việc tôi giao cho bà chuẩn bị đến đâu rồi? Hoàn tất hay chưa?" Mụ Lành nhóm thêm một thanh củi vào lò, rồi mới nhấc mặt lên và bảo: "Xong cả rồi, cơ mà còn mỗi con gà cúng là chưa tìm được. Để chiều nay tôi sang làng bên hỏi nhà bà Hiến xem có hay không, chứ quanh đây thì chịu rồi, toàn gà trống đạp mái thôi, không có gà tơ." Giọng của lão Bôn không có nhẹ nhàng cho lắm. Lão nhìn mụ Lành rồi gắt nhẹ: "Vậy mà bà bảo là xong rồi à? Xong rồi, đúng là Tuyền có bốc phét là không có ai bằng thôi. Có mỗi cái quan trọng thì chưa hỏi được. Tôi mà không có bận đi lo mấy cái thứ quan trọng thì những cái lặt vặt đó tôi chuẩn bị xong từ lâu lắm rồi." Mụ Lành lại phân bua: "Thế nhưng mà vội gì cơ chứ, đằng nào thì thầy cũng đã mất đâu, vẫn còn ăn uống được cơ mà, giặt dẹo vậy thôi chứ còn lâu. Như bà Niên ấy thầy, nằm liệt giường liệt chiếu đến 5 năm trời, cuối cùng thì đến khi gần chết, không ăn đến hơn chục ngày mới đi, huống hồ thầy nhà mình còn đang húp được cháo cơ mà." Lão Bôn gắt vợ: "Bà thì biết cái gì, cái bệnh lao phổi của thầy là đi bất ngờ lắm đấy nhá. Chẳng phải hôm bữa thầy thuốc nói là cùng lắm chỉ được 2 tuần thôi, vì cái khối u ở ổ bụng đã bắt đầu sưng lên rồi. Nhà có mỗi 2 anh em, cô Tôn thì cô ấy lấy chồng rồi, sang được với thầy lúc nào thì tốt lúc ấy, còn trách nhiệm chính vẫn là ở tôi. Tôi mà không được định liệu trước thì khi nước đến chân mới nhảy thì kịp thế nào được chứ. Đằng nào thì mình cũng không đấu khẩu lại được với chồng, bao nhiêu năm nay vẫn cứ như vậy. Cái tính gia trưởng cộng với sự bảo thủ của lão Bôn làm cho mụ Lành không ít lần uất ức." Mụ tức khí hỏi vặn lại: "Thế công việc của ông lo như thế nào rồi? Đã xong cả chưa?" Lão Bôn tự đắc nói: "Gọn hết cả rồi. Bây giờ chỉ chờ thầy tắt hơi là mọi thứ đầy đủ hết. Bà thấy không? Tôi chỉ đi có một vòng là chu toàn tất cả. Này nhá, quan tài với ban thờ thì gỗ nhà mình rồi. Tôi đã mướn người chở đến nhà lão Thẻo thợ mộc sáng nay. Cả thầy là 8 miếng ván gỗ đinh. Năm ngoái mình định mua để dựng thêm căn nhà nhỏ để làm cái phòng nghỉ trưa ấy. Cơ mà thôi, trước mắt thì cứ lấy cho thầy dùng đi đã. Khi nào mãn tang thầy rồi nhà cửa tính sau." Mụ Lành bật cười: "Cái ông này rõ là ai. Thầy còn lù lù đó mà cứ như là thầy chết đến nơi rồi không bằng ấy. Chưa gì đã tính đến chuyện mãn tang, ông cũng rõ là hâm cơ. Thì trước sau gì cũng chết, chứ sống làm sao được mà sống. Thầy thuốc họ bảo rồi, cái bệnh này thì tỉnh táo đến khi hấp hối cũng cứ tỉnh. Bà đừng có thấy ông ấy như vậy mà tưởng là đang dai dẳng, không có đâu." Rồi ngưng đôi giây, mụ Lành lại tỏ ý lo lắng: "Thế nhưng mà ông cho người khác chở gỗ sang đó mà ông không thường trực ở đó, lỡ nó đổi sang ván khác thì sao? Hoặc là có thừa thì nó chiếm mất rồi đòi ai?" Lão Bôn vuốt chòm râu lưa thưa phía dưới cằm rồi nói: "Bà yên tâm, tôi đã kế hoạch hết cả rồi. Riêng về thừa thì chắc chắn là không có rồi. Vì tính theo kích thước của cỗ quan tài với ban thờ thì 8 tấm là vừa, bừa đủ cả 2 thứ. Còn bà bảo là sợ lão ta đổi ấy à? Này, có mượn cổ lão cũng không dám đâu đấy nhá.
Với kinh nghiệm gần 20 năm đi rừng đẵn gỗ của tôi thì dễ gì mà nó lừa được chứ. Với hơn nữa đụng đến nhà mình, khác nào là lão đang đùa với lửa. Yên tâm đi, không có dám đâu. Câu chuyện đang rôm rả thì từ phía dưới bếp, giọng của mụ Tôn đã vang lên. Anh chị trông bố giúp em nhé. Em phải về xem lợn gà cám bã như thế nào đây. Ở đây từ sáng đến giờ rồi, nóng hết cả ruột. Nghe câu nói của cô em gái, lão Bôn quay đầu lại, lão chỉ chiết. Bố nằm đó mà còn chả lo, lại đi sợ mấy con gà, con lợn chết đói hay sao? Cô cũng giỏi thật đấy nhá. Thế mới biết thương vợ chồng tôi nhá. Nuôi thầy suốt mấy chục năm nay. Mụ Tôn cắt ngang. Ấy ấy ấy, anh nói vậy là không có được đâu nhá. Em là con gái, đã xuất giá rồi. Anh là con trai, anh ở đất Hương Hòa của ông bà bố mẹ để lại, thì chăm sóc mẹ thầy là trách nhiệm của anh chứ. Nghe thấy mấy câu khó lọt tai ấy, mụ Lành đứng vụt dậy. Mụ nói: Cô Tôn mà đã nói thế cũng không được đâu. Bố mẹ thì bố mẹ chung cả, tất nhiên là vợ chồng chúng tôi thuộc về trách nhiệm rồi. Nhưng mà con trai trách nhiệm 10 thì con gái ít ra cũng phải 1 chứ. Vừa mới sang đút cho thầy được vài ba thìa cháo, đã vội kể công kể giá. Dễ thường không có cô thì thầy nhịn đói mà sống đến bây giờ đấy à. Lão Bồn tiếp: Lúc nào cũng lôi vài con gà con lợn ra để làm lý do. Thế chú Lò ở nhà để làm gì? Làm bù nhìn đấy à? Hay mà sao cái gì cũng chờ cô thế hả? Im đi thì không sao, mà hễ cứ có người nhắc đến lão Lò, chồng của mình, thì mụ lại sôi cả máu. Mụ nói: Lão ấy thì tính gì cơ chứ? Làm rể nhà này mấy chục năm rồi mà anh chị còn lạ lão đó lắm hay sao? Suốt ngày rượu chè bê tha, chứ có được cái giống gì đâu. Về điều này thì mụ Tôn nói không hề sai. Lão Lò vốn dĩ là một con sâu rượu. Dạo mới lấy nhau, lão chăm chỉ bao nhiêu thì khi về lại đổ đốn, bê tha bấy nhiêu. Nhớ lại một thời tuổi trẻ mà mụ Tôn thấy tiếc hủi hụi. Dạo đó, mụ vốn dĩ là một cô gái đẹp có tiếng ở trong làng. Đã vậy điều kiện gia đình lại khá giả nữa. Vợ chồng cụ Điền khi ấy là nhà buôn có tiếng ở xứ Bắc Kỳ. Tôn là niềm ao ước và khát khao của biết bao nhiêu chàng trai trong xóm ngoài làng. Có những mốn môn đăng hậu đối tìm đến nhưng Tôn vẫn không ưng. Mãi sau cùng thì Tôn chọn Lò, một chàng trai nông dân nghèo. Có lẽ đó là duyên số. Hôm ấy Tôn đi lượn trên cánh đồng vào buổi chiều. Đến đoạn dốc lên con đê thì không may, cô đã bị trẹo chân và không đi được nữa. Lúc này Lò xuất hiện như một người hùng. Cậu ta đi tìm lá cây bóp chân cho Tôn và còn đích thân cõng cô về. Chuyện tình yêu của họ bắt đầu chỉ giản đơn như vậy thôi. Sau hơn một tháng yêu nhau thì đi đến hôn lễ. Cụ Điền khi ấy không ưng một chút nào cả. Cụ vẫn coi con gái của mình là một bậc tiểu thư lá ngọc cành vàng, thừa đủ cửa để lấy những đám ngon gấp vạn lần thằng khố rách áo ôm kia. Ban đầu mới lấy nhau, Lò siêng năng chăm chỉ lắm. Cậu làm việc quần quật suốt từ tờ mờ sáng đến sâm sẩm tối. Nhờ vậy cũng may mắn có được bát ăn, bát để. Mặc dù gia đình cụ Điền giàu có là thế, nhưng vì không ưng Lò, thành ra ông bà cũng bỏ mặc con gái mình luôn, không thí cho tí gì gọi là của hồi môn. Vợ chồng Lò cũng không chấp nhận chuyện đó. Họ còn trẻ, còn khỏe, tự làm lụng bằng chính đôi tay của mình mới là điều đáng quý. Nhưng rồi thời gian trôi thì lòng người cũng đã đổi khác. Giờ đây Lò đã là một lão già ngoài lục tuần, đầu hai thứ tóc rồi. Suốt ngày lão luôn trong tình trạng say xỉn, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Và gặp nhà nào có đám cưới, đám kỵ hay là dỗ chạp gì, dù là không quen biết thì lão vẫn cứ tạt vào đánh chén rồi uống rượu no nê như mình là một khách mời danh dự. Mụ Tôn nói xong mấy câu tố cáo lão chồng mình, mụ Lành nghe vậy thì nói kháy: Trước kia thì một sống một chết, đòi lấy cho bằng được. Bây giờ gần lấp ló miệng lỗ rồi, lại còn bày đặt chê bai. Cuộc đấu khẩu đang chuẩn bị vào hồi gay cấn thì cơn ho dữ dội của cụ Phương Điền cất lên. Mụ Tôn chạy lên, lão Bôn cũng nối gót theo sau. Đến nơi, mụ Tôn đến bên giường rồi vuốt ngực cho cụ Điền và hỏi: Thầy có sao không hả thầy? Lão Bôn gắt:
tài thầy có nghe thấy cái gì đâu mà cô hỏi chứ. Cơn ho lại tiếp tục, những tiếng thở khó khăn rin rít trong cổ họng như tiếng đàn nhị. Mụ Tôn bảo lão Bôn, anh coi đốt cho thầy mấy thanh củi đi, bỏ mấy trái bồ kết vào rồi đặt ở gần giường đây này, cũng sắp tối rồi đấy, sương xuống là lạnh lắm. Lão Bôn chố mắt, sao cô không đi đốt mà cô lại sai tôi? Tôi còn bao nhiêu việc là việc chưa lo đây này. Mụ Bôn bĩu môi, việc với chả vằng, lại là cái việc dở hơi ấy chứ gì. Có ai như anh hay không? Thầy còn sống sờ sờ ở đây mà đã lo liệu đám tang. Thiên hạ mà biết kiểu gì họ cũng cười cho vào mặt đấy. Ai cười? Đứa nào dám cười chứ? Chẳng qua là cái lũ nghèo rất mồng tơi, không có một đồng xu dính túi nên mới dở giọng ghen tị chứ gì. Lần này mà thầy mất, dứt khoát đám tang phải lớn nhất cả cái làng này. Cụ Phương Điền năm nay tuổi vừa tròn trăm tròn. Hơn một năm về trước, trong khi đang ngồi uống trà mạn ở hiên thì bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội. Khi thầy lang được mời đến bắt mạch và thăm khám xong thì thầy phán rằng cụ Điền bị một cục sưng ở phổi. Cụ vốn dĩ đã có tiền sử bệnh lao hơn chục năm nay, nhờ tốt thuốc cho nên bệnh tình cũng thuyên giảm hẳn được một thời gian. Đến nay có lẽ vì tuổi tác đã cao quá rồi, thành ra cũng khó mà cưỡng cầu được. Nửa tháng trước có ông thầy lang đến thăm bệnh và quả quyết rằng giỏi lắm thì chỉ được độ nửa tháng nữa thôi, cái cục ở phổi đã sưng to lắm rồi, đến khi nó vỡ ra thì chết. Bệnh này trong sách người ta gọi là chết đuối trên cạn đấy. Kể từ hôm đó cho đến nay, lão Bôn nhốn nháo cả lên. Công việc tang sự cho bố mình đã được lão chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính chút hơi thở cuối cùng mà thôi. Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối dần, gió mỗi lúc một mạnh hơn, đưa mấy tàu lá khô va quẹt vào nhau, tạo nên những tiếng lào xào. Mụ Lành xách ngọn đèn chai phía dưới bếp lên, đặt ngay ở đầu giường bố chồng, rồi mụ vòng ra hông nhà cầm luôn cái chậu than, mang vào bếp để mà nhen vào đó mấy thanh củi nỏ đang cháy đen lên để cụ Điền sưởi. Lão Bôn cầm trên tay cái bình trà màu da lươn. Lão có thói quen uống trà lúc chập tối trước khi ăn cơm. Có nhiều lần mụ Lành đã khuyên can lão về việc này. Trà thì người ta uống sau bữa ăn, đằng này ông lại uống trước khi ăn, thất sách. Rồi có ngày bục ruột ra cho mà xem, chỉ được cái tính bảo thủ, nói cấm có nghe bao giờ. Lão Bôn thì xoa ô. Ô hay cái bà này, tôi thèm trà, thèm thuốc thì cũng giống như các bà đi chợ thèm ăn quà vặt, chứ có cái gì đâu mà suốt ngày bà cứ lẩm bẩm thế nhỉ. Tôi đã bảo đây là nó là thói quen của tôi rồi, cứ nhắc mãi mà còn cố tình kiếm chuyện. Lẽ ra như vợ người khác kìa, mà tâm lý ra thì đến bữa chiều phải pha trà rồi bê lên mời chồng uống đàng hoàng. Đằng này, ôi giời, đúng là lấy nhầm vợ dại, hại cả một đời mà. Mụ Lành đưa cái nguýt dài tặng cho ông chồng. Vâng, tôi khờ, tôi dại thế đấy. Tôi khờ tôi dại cho nên mới lấy ông, để đến bây giờ gần đất xa rời rồi, vẫn còn phải còng lưng phục vụ, hầu hạ cha già kia kìa. Lão Bôn bức xúc nói. Bà nói thế nghĩa là như thế nào? Bà về cái nhà này, tôi hỏi bà còn thiếu thốn cái gì nữa nào? Trong khi người ta phải khom lưng đồng áng, cày cuốc, thì bà lụa là gấm vóc, ăn uống đề huề, thừa mứa. Bà còn than vãn cái nỗi gì nữa? Dĩ nhiên là mụ Lành không nói thêm được gì cả, vì những lời lão Bôn đã vừa nói, nó hoàn toàn là sự thật. Kể ra thì số mụ cũng sướng thật. Từ ngày bước chân về đây làm dâu, đã được bố mẹ chồng yêu thương chiều chuộng. Nhất là khi mụ sinh được đứa con trai đầu lòng, thì sự sung sướng của mụ lại càng tăng lên gấp bội. Vì cái lẽ ấy mà mụ và mụ Tôn vẫn cứ hay kèn cựa nhau là vì thế. Mụ Tôn luôn ganh tị với chị dâu của mình, dù gì mình cũng là con gái mà lại chẳng được bố mẹ ưu ái một chút gì cả. Thậm chí ngày cưới lò thì ông bà Điền cũng chỉ góp mặt cho có lệ vậy thôi, chứ không có hào hứng niềm nở. Điều đó làm cho mụ Tôn thấy tủi thân vô cùng. Bây giờ thi thoảng mụ vẫn thường xuyên kiếm cớ sinh sự với chị dâu. Đáng ra thì trách nhiệm nuôi bố
là chị phải gánh hết thì mới phải ấy. Chị cứ nhớ lại mà xem, cái ngày chị về đây làm dâu ấy, có ai sướng bằng chị hay không? Khi đó, chính tôi đây này, mờ sáng là đã phải kì mẫm ở ngoài đồng, ngoài ruộng rồi đấy. Mụ Lành nghe thấy vậy thì phân trần. Các cụ có câu, con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà ơi. Tôi mang tiếng là con dâu, khác máu tanh lòng. Nhưng về đây, tôi phải quán xuyến lo toan đủ thứ chuyện lớn bé. Dễ thường cô tưởng tôi chỉ nằm mà ăn suốt ngày đấy hả? Còn cái việc chăm sóc, phụng dưỡng thầy mẹ lúc về già thì đó là trách nhiệm chung của con cái. Mặc dù cô xuất giá rồi, nhưng đây cũng là lúc để cô trả ơn dưỡng dục cho thầy. Ngày xưa cô đọc sách nhiều, chắc cô cũng biết cụ Nguyễn Du. Cụ ấy đã viết là để lời thề Hải Minh Sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Không chịu thua, mụ Tôn thì đay lại. Chị cứ nói lố vậy, ai làm dâu mà chẳng phải lo toan quán xuyến. Nói thật với chị, có tiền của thì việc gì em cũng lo chu toàn được tất, dễ như trở lòng bàn tay chứ mà gì. Cái khó nó lại bó cái khôn, như em đây mới khổ đây này, tự thân vận động hết, vợ chồng chả có nhờ vả được vào ai nửa hào. Lúc này mụ Lành đã bực bội lắm rồi. Mụ nói cùn, tôi không đôi co với cô nữa. Túm lại là thế này, cô yêu, cô chọn, cô lấy thì bây giờ có sướng hay khổ thì cô cũng im đi cho êm chuyện nhá. Cuộc chiến của chị dâu và em chồng từ dạo đó cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Hễ khi nào có cơ hội để móc xỉa nhau thì họ sẵn sàng chớp lấy thời cơ để mà nói ngay. Mụ Lành đặt cái chậu lửa đang liu riu cháy xuống dưới đất chỗ cạnh giường, rồi cũng mời một câu cho phải phép lịch sự. Thôi thì cũng chiều muộn rồi, cô ở lại đây mà ăn cơm với vợ chồng tôi luôn. Đêm nay cô ở đây trông thầy nhé. Vừa xoa xoa lồng ngực cho cụ Điền, mụ Tôn vừa cười nhạt. Dạ thôi, để em còn phải về nhà, đủ thứ việc đang chờ. Hơn nữa chỉ sợ đồ ăn bên này toàn món lạ, em không quen, về lại đau bụng thì chết. Lão Bôn hớp ngụn trà đậm, đặt cái cốc xuống. Lão gằn giọng, thôi, tốt nhất mỗi người mỗi nơi đi, cứ ngồi với nhau là như nước với lửa vậy, không biết như thế nào hết. Rồi lão nhìn mụ Tôn và căn dặn, cô có về thì về đi, tối tranh thủ sang với thầy một chút. Mụ Tôn chối đây này, ổi đói không được đâu, em còn cả núi việc ở nhà kia kìa, sáng mai rảnh thì em qua sớm, chứ buổi tối thì không được. Ơ hay, lúc nào cũng việc, việc, việc. Thế mình nhà cô có việc đấy hả? Đã bảo là thầy chẳng được bao lâu nữa đâu, còn ngày nào thì biết ngày đấy mà thôi, tranh thủ mà qua với thầy. Cứ mở mồm ra kêu là bận, bận, bận. Đã vậy từ nay miễn sang, không có cô thì chúng tôi vẫn chăm sóc cho thầy sống đến 100 tuổi như bây giờ. Câu nói của anh trai làm mụ Tôn tức chí. Mụ đứng phắt dậy rồi nói như tuyên bố, anh nhớ là anh nói đấy nhá, đã vậy từ nay em cũng chẳng sang nữa, anh cứ làm như em ăn vàng ăn bạc đấy mà. Nói xong, mụ ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc cụ Điền nằm trên giường thở hổn hển như sắp đứt hơi đến nơi vậy. Lão Bồn đập bàn đánh rầm một cái, rồi nói với theo, biến luôn đi nhá, không khiến cái thứ như cô, đồ bất hiếu. Mụ Lành rót dầu vào lửa, có cái tính đụng đến là khi dỗi là hờn, gớm. Cần chúng tôi thì cần, chứ chúng tôi cần cái máu gì chứ. Dứt câu, mụ bỏ xuống dưới bếp đi dọn cơm. Trên cái chõng tre kê ở gian sát vách, rất nhiều món ăn được mụ Lành dọn lên. Lão Bồn đổ thêm ít dầu vào cái đèn chụp đang leo lét cháy ở bên cạnh. Vừa bê bát cơm lên, lão vừa chửi. Em với Út, cái thứ mất nết quen xác. Tôi thừa biết là vợ chồng nó chỉ mong ngày mong đêm cho thầy chết đi để sang đòi của chia chác với cái gia tài này, chứ nó cũng chẳng thương xót gì thầy đâu. Mụ Lành trợn tròn mắt. Chia là chia như thế nào chứ? Cô Tôn thì còn quyền hành gì ở cái nhà này nữa đâu mà đòi chia với chác. Không có chuyện như vậy được. Cái gì cũng phải rõ ràng, rành mạch. Được lòng trước thì khỏi mất lòng sau. Bấy giờ lão Bôn mới thật thà nói, thì đành rằng đất này là đất hương hỏa của tổ tiên để lại.
tôi là người thừa kế mọi thứ trong cái gia đình này, bởi vì tôi là con trai độc nhất của thầy mẹ. Nói đáng cho tội ra thì tôi tưởng là vợ chồng nó giống biết điều cơ, cho nên là cũng có ý định sau này khi thầy mất thì cũng chia cho nó một ít tiền hoặc là vàng gì đó, cho thiên hạ người ta cũng cho là vợ chồng mình biết trước biết sau, có tình có nghĩa. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi, nửa xu một cách cũng không có. Để củng cố thêm ý định đó của chồng mình, Mụ Lành còn bổ sung thêm: ông có cho tiền núi thì vợ chồng cô chú ấy cũng chẳng coi mình ra cái gì đâu. Đã có ác cảm sẵn rồi thì bây giờ có bữa óc ra cũng không thay đổi được ý nghĩ xấu đó. Và lại đưa tiền cho cô chú ấy cũng có khác gì là ông cầm tiền ném qua sông đâu chứ. Trước sau gì thì chú lò cũng mang nướng hết vào quán rượu mà thôi. Rồi không khéo uống rượu xong còn về tìm mình sinh sự nữa cũng lên. Chẳng thà mang cho ăn mày còn hơn. Càng nghe, lão Bôn lại càng cảm thấy vợ mình nói có lý. Đã vậy thì một ngọn cỏ trên mảnh đất này cũng đừng hòng sang đây mà lấy về. Ngọn lửa trong chậu mỗi lúc cháy một đượm hơn, thoang thoảng bốc lên cái mùi bồ kết khá dễ chịu. Mụ Lành bê mâm cơm ra sau nhà để rửa bát. Lão Bôn trở lại bàn uống nước, tiếp tục nhâm nhi cho hết ấm trà mà ông vừa mới hãm hồi nãy. Đột ngột, lão nghe thấy tiếng thở dốc của thầy mình. Lão chạy ngay lại, nắm lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của cụ Điền rồi xoa liên tục. Cụ vẫn thở khò khè như bị vướng cái gì đó ở cổ họng. Một lúc sau, cụ Điền ho lên một cái, một cục đờm to văng ra khỏi miệng rồi nằm ngay trên ngực áo. Cục đờm ấy có mùi rất khó chịu, vừa hôi lại vừa tanh. Nó làm cho lão Bôn phải lập tức đưa tay lên che mũi. Sau khi ho được thứ chặn cổ họng ấy văng ra, tiếng thở của cụ Điền lại bình thường trở lại. Mắt của cụ vẫn nhắm nghiền, lòng bàn tay lúc này cũng đã bắt đầu nóng ấm trở lại. Lão Bôn thất vọng lắm. Lão tưởng vừa rồi là thầy mình hấp hối để chuẩn bị ra đi, cho nên lão mới lại xoa bóp một tí cho có lệ mà thôi. Ai ngờ, nó lại giúp thầy thoi thóp sống tiếp. Lão thở dài, rời giường đi lại ghế ngồi, vừa rót ra một ly trà, còn chưa kịp đưa lên miệng uống, thì Mụ Lành đi từ bếp lên và bảo: bây giờ thế nào đây hả ông? Có đi dặn gà cúng hay không? Hay đợi khi nào thầy nhắm mắt rồi tính? Lão Bôn gấp gáp: tính là tính như thế nào? Khi đó còn ai vào đó mà lo liệu được? Mai bà đi dặn ngay đi, nhớ là 3 con gà trống tơ, chưa có đạp mái đấy nhá. Mụ Lành thắc mắc: bình thường mâm cúng xôi cỗ, con gà nào tôi thấy người ta cũng có một con, ông làm gì mà tới tận 3 con vậy? Lão Bôn cắt nghĩa: bà cứ so sánh vớ vẩn, cái bọn đó thì làm sao mà so sánh với gia đình mình được. Tôi sẽ làm một mâm cỗ cúng cho thầy bằng 3 con gà, một con thế đứng đế trầu, một con ngậm cánh tiên và một con đang giang cánh phượng. Đám ma của thầy toàn là những khách có máu mặt đến viếng, phải cho họ thấy cái sự cao sang của nhà mình. Bà hiểu chưa? Mụ Lành thấy phiền phức với cái sự rắc rối của chồng, mụ thêm: thế nhưng mà bắt luôn sách về hay là chỉ hẹn trước, rồi khi nào thầy tắt hơi thì mới sang bắt? Bắt luôn đi. Chủ quan là lỡ hết việc đấy. Thầy giỏi lắm, cũng được đến nay mai là cùng thôi. Giờ đây, có lẽ sự mong mỏi nhất của vợ chồng lão Bôn và mụ Lành đó là người cha già kia mau chóng nhắm mắt xuôi tay để có cơ hội phô trương cái sự giàu có của mình trong đám ma của thầy, và hơn hết là hưởng món tiền phúng điếu của những vị khách sộp toàn là chỗ thân quen với gia đình. Kể từ khi cụ Điền còn khỏe, họ đều là những nhà buôn, những người có chức sắc trên huyện, trên tỉnh. Vợ chồng lão Bôn mặc dù cha chưa chết nhưng đã sớm trù tính về món tiền hoạnh tài này từ lâu rồi. Khi mụ Tôn về đến nhà thì nom thấy nhà vẫn còn tối om om, chưa đốt đèn đóm gì cả. Mụ bực bội bước vào, đi qua cái ngạch cửa mụ hét toáng lên vì vừa vấp phải cái gì đó. Một hồi sau, một giọng lè nhè đã vang lên: đứa nào đây? Mặt mũi để lên trán hay sao mà đi qua vấp phải người ông thế hả? Thì ra đó là lão Lò. Lão không biết uống ở đâu mà bây giờ say bí tỉ, không còn biết trời trăng gì cả. Mụ Tôn quẳng cái nón lá qua một bên rồi lên giọng gắt:
Ôi giời ơi, chồng với cả chả con, đồ ăn hại mà, suốt ngày rượu chè bê tha như thế này, có ai khổ như tôi không hả rơi? Mặc dầu đang say khướt, nhưng nghe giọng đả động của vợ, lão lò lập tức ngoắc cái đầu dậy. Trong bóng tối, lão đã phân bua. Bà bảo ai ăn hại đấy hả? Ý bà là sao? Nhà này còn cái gì nữa đâu mà ăn? Bà có tài giỏi thì đi kiếm về đây cho tôi chai rượu xem nào. Rồi tôi nhận mình là đồ ăn hại cũng được. Chẳng sao hết. Tôi cóc cần quan tâm. Con người ta khi đã cùn đời rồi, thì danh dự, nhân phẩm hay lòng tự trọng họ cũng chẳng còn cần đến nữa. Như lão lò đây là một ví dụ điển hình. Bây giờ thứ duy nhất mang lại niềm vui cho lão chỉ là có rượu mà thôi. Nghe chồng nói, mụ Tôn hừ một tiếng rồi im lặng. Mụ tiến lại bàn, đốt ngọn đèn chai lên. Qua cái ánh sáng yếu ớt, mụ thấy lão lò không có mặc áo, dù lúc này trời đang rét căm căm. Nghĩ lại thấy thương nên mụ tiến lại, ngồi thụp xuống rồi ra giọng dỗ dành. Ông này, lạnh lẽo như thế này, áo sống đâu? Ông lên giường nằm hộ tôi một cái đi. Ốm ra đấy rồi ai mà chăm nom thuốc thang được chứ. Mắt vẫn cứ nhắm nghiền, lão lò nói. Đời tôi nằm đường nằm xá còn được, nói gì đến nằm đất. Cứ mặc tôi đi. Bây giờ có rượu thì gọi tôi dậy, còn không thì để yên cho tôi ngủ. Đừng có làm phiền tôi nữa, nghe chưa? Cả ngày bà đi biển biệt, đến giờ này tôi còn chưa có cái gì bỏ vào bụng đây này. Mụ Tôn thắc mắc. Tôi đã dặn là cơm tôi để ở trong niêu trên bếp cơ mà. Ông không nhìn thấy hả? Uống cho lắm vào, rồi ngất ngơ như là gà dù thế kia, thì thấy được cái gì cơ chứ? Giọng của lão lò lại đay mạnh hơn một chút. Thấy chứ sao không? Tôi có đuôi mù đâu mà không thấy. Nhưng mà tôi không ăn, bà xuống mà ăn. Có được vài hạt cơm lẽo bà lẽo bẽo, toàn khoai là khoai, bố đứa nào mà nuốt trôi kìa chứ. Tôi không ăn. Mụ Tôn thở mạnh. Thì còn tiền đâu mà chẳng phải độn khoai. Lão lò lạnh lùng buông một câu. Sao bà không sang nhà thằng anh trai của bà mà đòi chút quyền lợi cho đỡ khổ chứ? Nhắc đến ông anh trai, mụ Tôn lại sôi máu. Mụ gạt phăng đi. Tôi thèm bà. Từ nay có thuê bạc nén, tôi cũng không thèm sang cái nhà đó nữa. Nghĩ mà bực mình. Cái thứ phủi người như phủi bụi vậy. Lão lò bấy giờ mới ngồi lên, lộ rõ ra cái bộ dạng gầy gò nhỏ thó của mình. Lão lắc lắc cái đầu rồi hỏi. Thế có chuyện gì? Bà kể tôi nghe xem nào. Đầu đuôi nó ra làm sao? Câu hỏi của lão chồng là động lực để mụ Tôn kể lể lại toàn bộ sự việc xảy ra bên nhà lão Bôn, anh trai của mình. Kể xong mụ còn khẳng định lại một lần nữa. Cái đồ người như vậy thì tôi cũng cóc cần. Anh em với nhau mà còn thua hàng xóm. Lúc này, lão lò đứng lên. Lão với tay trên cái vách mò vào cái áo mặc vào. Lết được vài bước, lại cái bàn gần uống nước đóng bằng cái gỗ tạp phía trước mặt. Hạ mình ngồi xuống ghế. Lão nói, bà dốt lắm. Biết một mà chẳng biết hai. Thế là bà đã sập bẫy vợ chồng họ rồi. Tại sao bà lại nhìn nhận mọi việc ngắn như thế chứ? Mụ Tôn gãi đầu. Là sao? Ông vòng vo cái gì vậy? Có gì thì nói quách ra xem nào. Úp úp mở mở như cái đồ. Lão lò tử tốn. Bà ngồi xuống đây, tôi nói cho mà hiểu này. Mụ Tôn cũng nghe lời. Mụ tiến lại vài bước, hạ mình ngồi xuống rồi đăm đăm nhìn chồng chờ đợi. Lão lò bắn một điếu thuốc lào rồi mới nói. Bà mà bỏ nhà bên ấy là bà dại. Bà dại quá rồi. Tôi hỏi bà một câu. Giả dụ lát nữa thầy tắt hơi thì bà có qua không nào? Mụ Tôn gật đầu. Thì dĩ nhiên là có. Thế nhưng mà tôi qua với bố tôi chứ. Lão lò phì cười. Thì biết là thế. Nhưng mà bà làm như vậy là bà dại rồi. Quyền lợi của bà một mớ một man mà bà lại không biết đường à? Quyền lợi gì chứ? Mà thôi, nói chuyện với ông chán bỏ xử. Nói với người say như nợ vay không trả. Thật trả ra sai tí nào. Có cái gì thì nói toạc móng lợn ra. Cứ úp úp mở mở như người ngậm hạt thị. Bực hết cả mình. Mụ Toàn đứng lên đi lại chõng nằm. Thì lão lò đã ngăn lại. Bà phải nghe tôi. Đừng có chấp vặt mấy lời nói của họ. Họ chủ yếu là vậy đấy. Để bà bực tức mà từ mặt gia đình họ.
mụ Tôn vẫn nói cứng. Thì tôi từ thật đấy thôi. Tôi sợ cái gì mà không từ? Tưởng làm anh, làm chị thích nói cái gì thì nói à? Tôi không phải là đứa ngu xuẩn mà thích xỉa sói tôi như thế nào cũng được đâu nhá. Lão Lò mềm mỏng nói: Bà đừng cả giận mà mất khôn. Bây giờ bà bình tâm suy nghĩ lại đi. Nếu bà từ mặt họ thì bà sẽ ôm thiệt thòi về mình đấy. Mà cái thiệt thòi đó nó không đáng. Tôi hỏi bà, bây giờ thầy mất thì gia sản căn nhà đó sẽ thuộc về ai nào? Mụ Tôn lườm chồng rồi gắt: Hỏi thế mà cũng hỏi. Thì dĩ nhiên là thuộc về ông Bôn rồi. Ông ý là con trai mà lại. Lão Lò thì lắc đầu: Không, bà suy nghĩ vậy là quá thiển cận. Tôi đồng ý là gia tài mọi thứ thuộc về ông Bôn hết. Thế cho nên vợ chồng ông ta mới kiếm mọi cớ để sinh sự với bà, hòng cho bà điên lên tuyệt giao với họ. Bấy giờ họ sẽ ung dung hưởng thụ một mình mà không phải e dè hay cảm thấy tội lỗi gì cả. Tôi giả dụ, nếu người đời người ta có thấy tôi với bà đi ăn xin, ăn mày, thì người ta cũng sẽ nói là tôi với bà là đồ ngu, nên nhà ông anh trai giàu nứt đố đổ vách thế kia mà lại đi kênh kiệu tử mặt. Bà hiểu ý tôi chưa? Nghe một chàng giải thích dài lê thê của chồng, mụ Tôn đã lờ mờ hiểu được ẩn ý. Mụ hỏi: Thế bây giờ ông bảo tôi phải làm như thế nào? Nâng điếu lên, tiếp tục bắn một bi nữa, vừa nhả khói lão vừa tiếp tục bảo: Họ nói gì thì mặc kệ, bà cứ im đi, thậm chí mình chịu lún một tí cũng được. Bây giờ mà bà kích động thì hư bột hư đường hết. Chỉ cần bà làm theo ý của tôi, sau khi thảy đi, mượn cổ họ cũng không có dám hưởng tài sản một mình. Nhẽ nào cạn tàu giáo máng đến thế ư? Bấy giờ Tôn mới thấy được sự sâu sắc trong suy nghĩ của chồng mình. Quả thật là hơi bồng bột, chỉ biết cái hả dạ trước mắt mà quên đi cái mục tiêu lâu dài. Cứ nghĩ đến hai chữ gia sản, mụ lại như muốn uất đi. Mụ điên lắm, từ cha mẹ cho đến anh trai, chị dâu, ai mụ cũng hận cả. Mụ thua thiệt rất nhiều rồi, bây giờ không im lặng chịu thiệt thòi nữa, phải nghe theo sự sắp xếp của lão chồng mình thôi. Mụ nhìn lão Lò rồi nhỏ nhẹ: Thế nhưng mà bây giờ sang đó tôi hơi ngượng. Ngượng cái gì mà ngượng, phải biết chịu đựng một chút. Bà cứ giữ thể diện hơn thua với anh trai bà làm gì, để rồi hỏng cả việc lớn chứ. Ngày mai bà lại sang đó đi, cứ nghe tôi, không có việc gì cả. Tôi xem họ dám nói gì nữa không nào. Tôi sẽ sang đó với bà. Quay lại nhà lão Bôn, mụ lành bước vô nhìn chồng rồi hỏi: Thầy sao thế hả ông? Lão Bôn lắc đầu buồn bã: Không sao cả, vẫn vậy, vừa rồi lên cơn ho. Tôi lại cứ tưởng, ai ngờ có phải đâu, vẫn còn thở đều. Mụ lành thở dài mệt mỏi: Theo tôi nghĩ thì chưa chắc thầy lang đã nói đúng. Người gần chết thì ít ra cũng phải có một chút cái dấu hiệu gì đó chứ. Đằng này tôi thấy thầy vẫn bình thường cơ mà, có sao đâu. Lão Bôn động viên: Thì bà hẵng cứ khoan đã, cứ chờ đợi vài hôm nữa xem sao, nóng lòng làm gì, đằng nào rồi thầy cũng đi thôi mà. Mụ lành im lặng không có đáp. Mụ bước đến bên cạnh giường sát bàn uống nước, vừa buông mình ngồi xuống, vừa hỏi: Thế ông đã đóng lại cái cánh tủ chưa? Này, ông cứ lo cái đâu đâu mà cái việc quan trọng nhất ông lại không lo. Tôi nói cho ông biết, cái tủ đó nằm sát với ban thờ. Nó tiện một cái là khi nào người ta đến viếng thầy mình thì mình cất tiền luôn vào tủ đó cho chắc chắn. Để tơ hơ bên ngoài có khác gì là mỡ treo miệng mèo. Rồi quay ra quay vào có mà chỉ còn cái nịt. Lão Bôn gật gù: Ờ thì đúng nhỉ. Ngày mai tôi đóng lại ngay đây, vèo một cái là xong ấy mà. Bà lo việc gà qué giúp tôi đi đấy nhá. Ngày mai tôi còn phải sang nhà làng bên để đặt vấn đề trước với đội bát âm nữa. Nghe người ta đồn đội bát âm bên đó hay lắm, kèn trống rồi lại còn cả chèo đò, khóc mướn đấy chứ, linh đỉnh lắm đấy nhá. Lão Bôn dùng từ linh đỉnh khiến cho ai đi qua cũng ngỡ rằng gia đình sắp đãi tiệc hay là đại loại có công chuyện gì đó vui lắm. Chứ đâu ai biết rằng họ đang bàn tính để tổ chức đám ma cho người bố của mình, mặc dù cụ Điền thì vẫn còn nằm ở đó. Ánh lửa bập bùng trong cái chậu than cứ mỗi lúc lại nhỏ dần.
mụ lành bước xuống bếp lấy thêm ít củi và vài trái bồi kết bỏ vào. Lão Bồn thì tra thêm dầu vào đèn rồi mang lại đặt vào chỗ cũ. Mụ lành vừa khom người thổi lửa và vừa hỏi. Theo ông thì bây giờ thầy mất, vợ chồng cô Tôn có sang hay không? Lão Bồn gạt đi. Mặc xác chúng nó, quan tâm làm gì cái thứ em út mất dạy. Để rồi xem, từ giày mà nó mò mặt sang đây, tôi lót lá tôi dắt tay đi. Mụ lành nghe thế vậy thì dở giọng bao dung. Ông làm vậy cũng không được đâu. Dù gì thầy cũng là thầy chung. Ông cấm cản cô chú ấy sang thì hàng xóm họ sẽ chửi ông, chứ không chửi vợ chồng cô chú ấy đâu. Thì mặc kệ chúng nó, tôi đếch cần quan tâm ai nói gì. Tôi cần chó gì phải khép nép cầu cạnh bố con của thằng nào. Lão nói xong rót trà trong ấm ra tu ừng ực hai cốc liền. Xong xuôi thì mới dặn: bà ngồi nom thầy nhá, tôi chợp mắt một lát, tí nữa tôi dậy tôi thay cho bà nghỉ. Không đợi vợ trả lời, lão Bôn tiến lại giường luôn. Một lúc sau, lão từ từ nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, khi lão Bôn thức dậy, lão thấy vợ mình đang bó gối ngủ gục ở bên cạnh chậu lửa. Lão lay vai vợ gọi dậy lên giường ngủ để mình ngồi trực thay cho một lát. Đôi mắt của lão cay xè vì ngủ chưa đẫy giấc. Lão thầm nghĩ ở trong bụng, đằng nào cũng chết thì chết quách đi cho rồi. Cứ dai dẳng thế này mãi làm cho khổ người sống. Không khéo rồi thầy chưa chết mà chúng tôi lại chết trước cũng nên. Cụ Điền lúc này vẫn nằm im ở đó, trên người đắp tấm chăn bông dày cộm. Tiếng thở khò khè vang lên chậm chậm, đều đều. Sáng sớm ngày hôm sau, mới mờ mờ sáng, khi vợ chồng lão Bôn vừa mới thức dậy thì lão đã thấy mụ Tôn và lão Lò lạc thạc bước sang. Lão Bôn vươn vai một cái, rồi dụi mắt thêm một lần nữa cho rõ. Khi đã xác định là đúng, lão sáng giọng nói vọng xuống dưới sân: còn mò mắt sang đây làm gì nữa? Cút được thì cút luôn đi. Nhà này không có nghênh đón cái thứ em út mất nết như vậy đâu. Mụ Tôn bực bội, đã dặn lòng là cố kiềm nén, mà không hiểu sao lúc này máu lại sôi lên. Lão Lò đứng bên cạnh giật giật tay, làm hiệu cho vợ mình bình tĩnh. Lão nói: cái thứ đàn bà đâu không qua ngọn cỏ, anh chấp nhặt làm gì hả anh? Tối qua em đã nói cho sáng mắt ra rồi. Hôm nay em dắt bà ấy qua đây, thứ nhất là thăm thầy, và đồng thời cũng mong anh chị bỏ qua cho bà ấy à. Mụ lành bước ra: đấy, có lời có lẽ như chú, thì chúng tôi đời nào chấp cơ chứ. Thế nhưng mà cô Tôn cô ấy nào có nhẹ nhàng như vậy, thấu đáo được như chú chứ. Mụ Tôn lườm nhanh chị dâu một cái rồi bước hẳn vào chỗ giường nơi cụ Điền đang thiêm thiếp ngủ. Lão Lò ngoài này vẫn đang hết tình hết ý để nói cho vợ chồng Bôn lành, mong sao họ hiểu cho vợ mình mà rộng lượng bỏ qua mọi chuyện. Một hồi lâu sau, lão Bôn thở hắt ra một hơi rồi nói: thì nói là như vậy thôi, chứ đời nào tôi lại đến mức từ mặt cô chú hay sao. Thôi, chú vào nhà đi, vào với thầy một lát, rồi trưa nay ở lại đây làm với tôi cốc rượu. Lão Lò từ chối khéo: rượu thì em khoái lắm à, nhưng mà anh cho em hẹn hôm sau nhá, tranh thủ sang thăm thầy một chút, rồi vợ chồng em cũng phải về có chút việc ạ. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, lão hỏi thêm: em nghe vợ em nói anh chị đã chuẩn bị mọi thứ cho đám tang của thầy rồi, có đúng không ạ? Vợ chồng em thì nghèo khó, kinh tế còn eo hẹp. Cái đó thì anh chị cũng biết rồi. Cơ mà không góp được của thì góp công vậy. Thế còn việc gì cần làm không ạ anh? Lão Bôn như được dịp khoe mẽ: không, tôi chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi, chỉ đợi thầy tắt hơi nữa là thôi. Nói đến câu này thì lão phải nói nhỏ xuống một chút, vì sợ rằng chung quanh hàng xóm người ta nghe rồi lại hiểu lầm rắc rối. Lão Tôn bước qua ba bậc tam cấp lát gạch tàu rồi đi lên trên hiên để vào nhà. Vừa lên đến hiên thì có tiếng gọi từ cổng: cho hỏi đây có phải nhà bác Bôn lành không ạ? Nghe có tiếng người réo tên mình, lão Bôn ngoái đầu nói vọng ra: phải, ai đó? Thế có chuyện gì vậy? Ngoài đường là một người đang lái con xe bò. Cậu ta nói vọng vào: dạ, ông Thẻo nhờ cháu sang chở cỗ quan tài
với ban thờ sang đây ạ. Cháu đánh thẳng xe vào trong sân có được không hả bác? À, cứ cho thẳng vào đi. Vừa đáp, lão Bôn vừa quay qua bảo lão Lò. Nào, giao phụ nó khênh xuống đi chú. Dứt câu, cả hai lại dạo bước xuống sân. Lão Lò nhìn cỗ quan tài của bố vợ rồi tặc lưỡi khen. Ồ, nhìn đẹp quá anh ạ. Nhìn chắc như bàn thạch hả anh? Lão Bôn vảnh râu rồi hiu hiu nói. Làng này đã ai dám mang gỗ đinh hương ra mà đóng quan tài đâu. Với lại có dám đi chăng nữa thì chắc gì đã có tiền mà dùng loại gỗ này. Này, một tấm của nó là mấy chục đồng bạc đấy chú ạ. Lão Lò gật gù để phụ họa với sự đắc chí của anh vợ. Lão nghĩ thầm mà cay cú. Dù gì thì cũng là một cỗ quan tài cho người chết mà thôi. Có cần thiết phải như vậy hay không? Mộng lẫy, hoa mỹ, đến mấy rồi cũng vùi xuống đất. Trong khi vợ chồng mình thì phải ăn cơm độn khoai mà lão ấy chớ hề gì đoái hoài đến. Hai lão bê cỗ quan tài vào, đặt trình hình ở giữa nhà, cứ y như giờ khâm liệm cho bố sắp đến nơi vậy. Lão Bồn nói một câu cho có chuyện. Mang vào đây, thầy có thấy được thì cũng mừng, biết được cái chỗ an nghỉ của mình nó sang trọng như thế nào chứ. Từ phía giường, mụ Tôn nói cụt ngủn. Chết rồi thì biết cái quái gì nữa mà sang với chả chặn. Lão Lò lườm vợ mình một cái để ra hiệu im lặng. Bất cứ một câu nói nào của vợ vào lúc này cũng có thể làm mọi chuyện đổ bể hết. Vì vậy tốt nhất là nên im lặng đi thì hơn. Ngồi với cụ Điền được một lúc, hai vợ chồng lão Lò xin phép ra về đi công việc rồi nói, chiều lại tranh thủ qua thăm thầy nữa. Khi vợ chồng lão vừa ra về thì mụ Lành nói. Tưởng như thế nào, có giỏi thì dẫn đi. Tôi nể là nể chú Nò, tôi nể là nể chú Lò, chứ kể như... Lão Bôn ngắt lời. Thì tôi cũng vậy đấy. Cái thứ em út láo lếu, một lần nữa thì tôi vả cho gãy răng. Cứ tưởng là già cả rồi thích gì thì nói à. Đâu có được, nhà phải có gia phong, nề nếp. Mụ Lành ôi rào một tiếng rồi nhìn chồng. Ông thì chỉ được cái mạnh mồm, tôi lạ gì tính ông nữa. Nói thì hằng lắm, chuyện gì cũng vậy, đầu voi đuôi chuột. Với tay lấy một miếng trầu trong cái cơi gần đó, mụ Lành cho vào miệng bòm bẻm nhai rồi lại thêm. Tôi lạ gì cái âm mưu, mưu mô của vợ chồng nó. Ông không biết được đâu, giá mà nó có của ăn của để ấy, thì vợ chồng nó cũng không có nhún nhường xum xoe với mình vậy đâu. Chẳng qua là bây giờ, đến một trái mồng tơi cũng không có còn để mà rớt. Cho nên mới chịu lún như vậy đấy. Tôi nói như vậy cho ông cảnh giác, đừng bị sự ngọt nhạt của bọn nó đánh lừa. Lão Bôn nói cứng. Ăn được thằng Bôn này thì đâu có dễ chứ. Để rồi xem. Vừa về đến nhà, lão Lò đã mau mắn hỏi vợ ngay. Sao rồi, xong cả chưa? Mụ Tôn hớn hở. Đây đây, ổn cả rồi. Công nhận là mưu mô của ông cao thật đấy. Ra Cát Lượng mà còn sống, có khi còn phải gọi ông bằng cụ ấy chứ. Vừa nói, tay của mụ vừa móc ra một mảnh giấy. Mảnh giấy này đêm ngày hôm qua, vợ chồng của mụ đã phải trong đèn cả đêm để soạn thảo. Tối qua, sau khi bàn tính với nhau một hồi lâu, lão Lò đã nảy ra một sáng kiến. Này, tôi có ý kiến này, bà xem có hợp lý không nhá. Mụ Tôn tò mò. Chuyện gì thế hả ông? Ông nói tôi nghe xem nào. Giọng của lão Lò trùng xuống. Bây giờ không có cái gì là chắc ăn cả. Bố với con nhiều khi còn lờ nhau, huống chi là anh em. Mà bà lại là con gái xuất giá rồi. Mụ Tôn vẫn chưa hiểu ý của lão chồng. Mụ ngập ngừng. Thế nhưng mà ý ông là sao? Là như thế nào? Chỉ có giấy trắng mực đen mới là không thể chối cãi được. Bây giờ như thế này đi, tôi sẽ thay mặt cho thầy soạn thảo một tờ giấy, đại loại như là một tấm di chúc mà thầy để lại vậy đó. Trong tấm di chúc đó, tôi sẽ viết là thầy giao lại một nửa gia sản hiện có cho con gái là Vũ Hồng Tôn, tức là bà ấy. Mụ Tôn nghe vậy thì gật gù. Thế nhưng mà tờ giấy đó đâu có giá trị gì đâu. Lão Lò cười ma mãnh. Sao lại không chứ? Sáng ngày mai, trong lúc tôi nói chuyện với vợ chồng họ ở ngoài này, thì bà phải tranh thủ
giả vờ vào trong với thầy để làm một nhiệm vụ quan trọng, đó là lấy cho bằng được cái dấu vân tay của thầy, điểm chỉ vào tờ giấy này. Quả nhiên, sáng ngày hôm nay kế hoạch đã được thực hiện ngay theo tính toán. Hồi nãy, khi mới đến, lão lò tìm đủ mọi lời nói cốt ý giữ chân lão Bôn và mụ lành ở ngoài hiên, cho vợ mình vào trong để làm nhiệm vụ. Cầm tờ giấy có dấu điểm chỉ của ông bố vợ ở trên tay mà lão lò sướng như muốn hét lên vậy. Thế này thì hết đường chối cãi rồi. Bút xa là gà chết, để rồi xem vợ chồng lão Bôn lành phen này đối phó như thế nào đây. Mọi chuyện cứ như thế xem như đã tạm ổn. Bây giờ chỉ còn có chờ giây phút cụ Điền chút hơi thở cuối cùng nữa mà thôi. Cũng kể từ hôm đó, theo thông lệ thường nhật, hôm nào vợ chồng lò Tôn cũng thăm qua cụ Điền. Họ sang chẳng phải là để tỏ lòng thương xót, mà chỉ để có một mục đích duy nhất là xem sức khỏe của bố như thế nào rồi. Và hôm nào sang thì cũng phải mang một bộ mặt buồn rầu quay trở về, vì cụ Điền không hề yếu đi mà hình như còn có dấu hiệu khỏe lên thì phải. Vợ chồng của nhà Bôn lành cũng không khá hơn là mấy. Đồ lễ đã chuẩn bị đầy đủ, xong xuôi cả rồi, mà ông bố thì vẫn cứ chưa chịu chết, cứ nằm y ạch trên giường bắt con gái hầu hạ. Trưa ngày hôm nay, mụ Tôn vừa bê cái mâm cơm ra đặt xuống cái chõng, lão lò vừa bên trong bàn bước ra thì mụ Tôn đã than: "Ôi, hết sạch cái ăn rồi ông ạ. Cứ cái đà này không khéo rồi chết đói mất thôi. Hay ông xem có ai thuê mướn trồng khoai cuốc đất gì hay không, đi làm lấy mấy hôm đặng tôi kiếm ít tiền đông gạo." Lão lò trợn mắt: "Dạo này xương khớp tôi còn mỏi như hết cả, làm thế nào được mà làm? Kể như có tiền thì tôi đã đi hốt mấy thang thuốc về uống rồi. Trong lúc xương lúc nào cũng như gai đâm đây này." Hai vợ chồng thở dài nhìn nhau. Sau đó một lúc khá lâu, lão lò đặt bát cơm độn khoai đang ăn dở xuống mâm rồi nói: "Này, vẫn còn một cách đấy." Mắt của mụ Tôn sáng rực lên: "Cách gì? Ông nói tôi nghe xem nào." Lão Tôn hạ giọng: "Chẳng phải bây giờ mà chết, chẳng phải bây giờ thầy mà chết, thì mình sẽ nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vừa không phải đi đi về về tốn công, lại vừa có tiền sinh sống an hưởng tuổi già. Thế nhưng mà thầy có chết được đâu, thì mình phải giúp thầy ra đi sớm một chút chứ." Mụ Tôn há mồm, mụ lắp bắp: "Ờ, ông ý ông là sao chứ?" Lão lò phân trần bằng cái giọng điềm nhiên: "Thì đằng nào mà thầy chẳng phải chết, thầy năm nay cũng 100 tròn rồi, coi như là cũng đại thọ. Nói cho công bằng thì thầy sống cũng khổ cả thầy mà khổ cả con cái. Thôi thì cũng giúp thầy đi nhanh hơn một chút, như vậy cũng là êm ấm mà." Mụ Tôn thoảng thốt giật mình: Ông nói cái gì thế? Nhưng mà ý ông là như thế nào? Nói rõ ra xem nào." Lão lò vẫn cứ điềm đạm: "Bà đừng nghĩ quá lên như thế, chuyện này cũng bình thường mà bà. Bà phải nghĩ thoáng lên một chút." Cứ như thế, mụ Tôn tiếp tục nghe những lời giải thích đầy bất hiếu của lão lò. Lời nói ấy lúc đầu thì mụ hơi sốc, nhưng mãi về sau thì mụ cũng dần dần xuôi lòng. Mụ gật gù: Nhưng mà thì tôi câu nói ngấp ngứ ấy cũng coi như là một lời ưng thuận của vợ. Lúc này lão Tôn mới dì tai vợ để nói một kế hoạch gì đó mà lão vừa vạch ra được. Sau một hồi thầm thì to nhỏ, mụ Tôn nhắm mắt gật đầu, trong lòng có chút bối rối. Chiều đó, hai vợ chồng mụ Tôn như thông lệ lại đi sang thăm thầy. Sang đến nơi, vợ chồng lão Toan bước vào thì khựng lại khi nghe thấy mụ lành đang thầm thì với lão Bôn: "Ông thấy ý tôi như thế nào? Bây giờ mọi thứ lo tang sự của thầy đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, mà thầy thì có chịu chết đâu. Cứ nhìn cái cỗ quan tài đặt trình ảnh ở đó mà tôi cứ thấy lạnh cả người đi. Rồi còn cái ban thờ, rồi tất tần tật mọi thứ nữa chứ." Lão Bôn im lặng, hồi lâu sau rồi mới nói: Thì tôi cũng đang nóng lòng đây. Thế nhưng mà mình làm như thế thì có thất đức quá không hả bà?" Mụ lành nghe thế vậy thì gạt đi: Thất đức cái gì mà thất đức? Đây là mình thương thầy, mình mới làm thế đó chứ. Đấy, ông nhìn đi,
nhìn thầy nằm vật vã ỉ ạch ở trên giường thế kia, chẳng phải là tội bằng quá chết ấy hay sao? Mình đưa thầy về bên kia thế giới là mình giúp thầy thanh thản, an yên miền cực lạc chứ ông. Lão Bôn chưa kịp đáp lời thì từ bên ngoài lão Lò bước vào, vỗ vỗ tay bồm bốp. Hay, hay, khéo khen cho những đứa con có hiếu. Đúng là hay, quá hay mà. Cả Mụ Lành và lão Bôn đều há hốc mồm nhìn nhau. Ờ, chú, cô chú qua đây khi nào vậy? Mụ Tôn thì đáp lời. Sang từ khi mà anh chị đang vạch kế hoạch giết thầy đấy. Lão Bôn thoái thác. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có mà ngậm máu phun người nhé. Lão Lò phì cười, hạ mình ngồi xuống dưới ghế. Thôi, anh chị đừng có chối nữa. Lòng vả cũng như lòng sung mà thôi. Lão Bôn hỏi dồn dập. Ý chú là sao? Chẳng nhẽ... Phải, vợ chồng em cũng suy nghĩ như anh chị vậy đó. Thú thực với anh chị, nhìn thầy giặt dẹo thế kia, mà bọn em nghĩ mà cũng tội cho thầy quá. Bấy giờ Mụ Lành mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ nói thêm. Đấy, thì là tôi cũng có lòng tốt vậy đấy. Nói mà ông Bôn ông có không có chịu nghe. Giá như ông cũng nghĩ thoáng như cô Tôn đây, có phải nhanh gọn hay không? Cả bốn con người cùng im lặng. Một lúc lâu mới rời khỏi chỗ rồi tiến về giường của cụ Điền. Lão Bôn dỉ tay lão Lò. Bây giờ tôi tính như thế này. Vợ chồng tôi sẽ ra ngoài canh cửa. Cô chú ở bên trong này ra tay đi nhé. Nhưng lão Lò cũng không phải là dạng vừa. Lão giành mãnh ngăn lại. Ấy, như vậy làm sao mà được hả anh? Cả bốn chúng ta phải cùng làm. Rồi sau này có gì thì sao? Anh chị thông cảm. Em không chắc lép gì cả. Thế nhưng mà... mong anh chị hiểu. Vừa nói, gã vừa vỗ tay qua người của cụ Điền, cầm lấy cái gối rồi ra hiệu cho cả ba người con bất hiếu kia cùng đưa tay ra sức ấn mạnh cái gối lên mặt của bố. Tội nghiệp cụ Điền, nhịp thở đang đều đặn thì bị chặn lại bởi những bàn tay ác đức của mấy đứa con. Cụ giật giật người lên như là bị điện giật, đưa đôi tay gầy nhom xương của mình lên cua cua mấy cái như cầu cứu. Chỉ một lát ngắn sau, chút hơi tàn đó không còn chịu được nữa. Cụ buông thõng đôi tay ra rồi cũng đã ra người thiên cổ. Lão Bôn lên tiếng. Cứ để một lát nữa cho thầy chết hẳn đi đã. Khi lấy cái gối ra thì sống mũi của cụ Điền đã vẹo sang một bên. Cái miệng hơi há ra để lộ cái hàm răng cái còn cái gãy. Cụ đã ngưng thở, bụng không còn nhấp nhô như bình thường nữa. Lão Lò bình tĩnh bảo vợ. Thầy đi rồi, bà chạy ra hiên khóc rồi van làng đi. Mụ Tôn gật đầu, chạy ra cất tiếng khóc lanh lảnh, rồi kế đó là tiếng van của mụ. Một lát sau hàng xóm kéo sang rất đông. Thông tin của cụ Điền ra đi, nó không có gì là giật gân cả, vì cụ năm nay cũng đã ở ngưỡng thập tuần rồi. Đã vậy lại đau ốm lâu dài đấy chứ, ra đi như thế thì là quá mỹ mãn rồi. Họ đâu ai biết, lẽ ra cụ chưa đi nhanh như vậy. Tất cả là tại lũ con bất nhân, bất hiếu kia mà thôi. Đám tang của cụ Điền được tổ chức rất linh đình. Phường bắt âm đến múa hát không khác gì lễ hội. Lão Bôn thì cứ thi thoảng lại dặn vợ. Bà để mắt đến đĩa tiền, người ta đi điếu đấy nhá, hở ra là tòi đấy. Rồi lão lại chạy xuống dưới bếp, liên tục dục dã bên cấp dưỡng măng trầu cau, trà thuốc ra để mà đãi khách. Hành động của lão cứ y như là cái đám tang của bố, là dịp để lão khoe mẽ cái sự giàu có của mình với thiên hạ. Sau hai đêm túc trực, cụ Điền được mang đi an táng ở nghĩa trang của làng. Hôm đưa ông cụ ra đồng, mụ Tôn và mụ Lành thi nhau gào đứt cả gân cổ. Người ta nhìn vào mà cứ nghĩ đó là hai người con có hiếu nghĩa, chứ đâu ai biết được rằng chúng là những kẻ khốn nạn tột cùng. Sau đám tang, khi mọi người lục tục kéo nhau ra về, thì cuộc chiến giữa gia đình lão Tôn và gia đình mụ Bôn mới bắt đầu được diễn ra. Lão Lò mở đầu cuộc chiến bằng một câu như khơi gợi. Thôi, công việc hậu sự của thầy thì cũng đã chu tất cả rồi. Vợ chồng em cũng chả giấu gì anh. Dạo này sức khỏe cũng yếu quá, em chẳng đi làm đâu được, thành ra chẳng còn đồng xu các bạc nào mà ăn. Lão Bôn cắt lời ngay.
Thế ý chú là như thế nào nhỉ? Chú muốn giở trò gì ra đây đấy hả? Ờ kìa, thầy vừa mới chôn, anh làm gì mà nóng với em vậy chứ? Rồi hàng xóm người ta lại hiểu ý nhầm. Ý em chỉ là anh chị xem tiền phúng điếu của thầy được bao nhiêu, chia cho vợ chồng em tạm một ít, đặng để ăn qua bữa mấy hôm ạ. Mụ Lành ngạc nhiên. Cái gì? Chú nói vậy mà nói được hả chú Lò? Tiền đó là vợ chồng tôi để trang trải mọi thứ lo hậu sự cho thầy cả đấy chứ. Đâu có phải là để ăn đâu mà chú đòi chia. Mà chú là rể, không đóng góp thêm thì thôi, còn ở đó dở giọng chia chác à? Mụ Tôn nóng máu. Rể à? Vậy thì tôi đây, tôi là con gái của thầy đây, thì sao nào? Nói cho anh chị biết, trước đây khi còn khỏe, thầy có di chúc lại để cho vợ chồng tôi một nửa gia tài này đấy. Nhẽ ra tôi cũng chưa nói đến chuyện này đâu, nhưng mà anh chị quá đáng quá rồi, thành ra tôi cũng phải nói luôn thôi. Bây giờ một là phải cưa đôi cái mảnh đất này ra, hai là anh chị phải đưa tôi bằng tiền mặt, bằng cái giá trị nửa số đất cho vợ chồng tôi. Hàm hồ, đừng có mà nói bậy ở đây nhé. Lão Bồn nghe xong thì quát lớn. Bấy giờ lão Lò thì mới điềm nhiên lôi cái mảnh giấy kia ra. Khi lão răng ra, những nét chữ trên đó lại có cả dấu điểm chỉ của thầy mình nữa. Điều này làm cho mụ Lành và cả lão Bôn không khỏi trợn mắt há mồm. Lát sau, lão Lò gấp mảnh giấy lại, cẩn thận cho vào túi rồi ra về. Trước khi về, lão có vẻ tự đắc. Thôi, cho anh chị biết vậy thôi ạ. Mọi chuyện cứ để thư thư vài hôm nữa, rồi anh em mình cùng giải quyết nhé. Vợ chồng em xin phép anh chị ạ. Dứt câu, hai vợ chồng thơi thới bước ra về. Lão Bồn nghiến răng kèn kẹt nhìn theo bóng dáng ấy mà lòng uất ức vô cùng. Giọng lão như gằn xuống. Đồ chó má, chúng mày đừng có hòng. Kể từ hôm đó, hai gia đình với hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Bên gia đình lão Lò thì hí hừng vì chắc mẩm mình sắp đổi đời rồi. Còn gia đình lão Bôn thì cay đắng khi nghĩ cơ nghiệp này sắp phải cắt đôi cho đứa em gái và thằng em rể khốn khiếp kia. Lão cứ nằm suốt ngày ở trên giường, vắt tay lên trên trán để suy tính cách đối phó mà vẫn chưa ra được cách gì. Tối nay, sau bữa cơm chiều, khi trời nhập nhoạng tối, lão đã chuẩn bị đi nằm thì từ phía ngõ lão đã thấy mụ Tôn chạy như là bị ma đuổi vào nhà mình. Qua ánh đèn chai mờ mờ, lão thấy mặt cô em gái đang nhợt nhạt như là vừa bị ma đuổi. Mụ Tôn chạy đến bên bàn uống nước chỗ lão Bôn đang ngồi thì mụ té ngửa. Mụ thở như là bò kéo xe, giọng run bần bật. Anh ơi, cứu chồng em với, ông ấy chết rồi. Gắng gượng để nói hết câu đó, rồi mụ cũng đổ vật ra sàn vì mệt. Lão Bồn gấp gáp hỏi. Hả? Ai chết? Chú Lò à? Sao mà lại chết? Thầy giết ông ấy rồi. Lão Bồn bật ngửa đập đầu vào tràng kỷ. Mụ Tôn vẫn cứ nằm thở hồng hộc, mặt cắt không còn một hột máu nào. Trong đầu của mụ đang nghĩ về cái chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra ở nhà mình và lão chồng đã phải hứng chịu. Hai vợ chồng mụ đang ngồi ăn cơm ở chõng. Khi gần xong bữa, vô tình lão Lò ngước mắt lên chỗ cửa ra vào thì bất chợt lão vội buông rơi bát cơm ở trên tay. Mắt lão đứng tròng khi thấy cụ Điền đang đứng ở cửa, đưa mắt nhìn chăm chăm vào chỗ hai vợ chồng. Mụ Tôn quay lại, mụ cũng giật bắn mình rồi la lên oai oái. Đúng lúc này, một cơn gió ở bên ngoài lùa vào làm tắt ngọn đèn đang le lói ở trên bàn. Chỉ còn duy nhất ánh trăng trung tuần mờ mờ chiếu rọi qua cửa sổ. Dưới ánh trăng đó, hai vợ chồng lão Lò thấy cụ Điền đang thong dong tiến về phía vợ chồng mình. Mụ Tôn nhắm nghiền mắt lại, bịt chặt tai, miệng thì vẫn la hét inh ỏi. Cụ Điền mỗi lúc một tiến lại gần đến chỗ lão Lò. Cuối cùng đến khi sát vào vách thì lão Lò không còn thoát được nữa. Lão mới gào lên. Ai đó không? Cứu tôi với! Vừa van la, lão vừa dãy giụa điên cuồng. Nhưng mặc cho lão làm gì, đôi tay của cụ Điền cứ như thế mà đưa về phía trước, rồi đôi bàn tay ấy vồ lấy khuôn mặt của lão Lò. Lão Lò không còn hét được nữa vì miệng và mũi đã bị bấu chặt rồi.
Sau một hồi vật lộn với oan hồn của bố vợ, lão lò đã chết một cách tức tưởi. Lúc này đây, ngọn đèn trong phòng bất chợt sáng lên. Mụ Tôn đứng hình khi thấy chồng mình đã chết ngắc từ khi nào. Khuôn mặt của lão chằng chịt dấu cào xé, con mắt trợn ngược như muốn lòi cả ra bên ngoài, và hàm răng đang cắn chặt lấy cái lưỡi đang thè ra bên ngoài. Máu cứ vậy chảy ròng ròng xuống dưới nền đất. Mụ lớ ngớ rồi cắm đầu chạy một mạch sang đây. Giờ này mụ Tôn vẫn chưa hết hoảng loạn. Mụ không còn đủ suy nghĩ để nhớ đến cái chết khủng khiếp vừa mới xảy ra với chồng mình nữa. Lão Bồn thấy mụ kể ngắt ngứ, nhát gừng quá nên cũng không rõ mô tê gì cả. Cuối cùng thì lão đánh liều chạy vụt sang bên nhà em gái để xem đầu đuôi ra làm sao. Đến ngõ, lão khựng lại không lao đâm vào thẳng mà đứng rón rén như người rình mò điều gì đó vậy. Từng bước chuyển của lão cứ chậm chậm như là có ai đó kéo chân. Đến sát mép bờ hè, lão nhắm mắt rồi đánh bạo bước lên. Đưa đôi mắt khép nép nhìn qua chỗ cửa, lão thấy quả nhiên mọi chuyện đúng như lời của mụ Tôn kể. Lão lò chẳng rõ đã chết thật hay chưa, nhưng đang tựa lưng vào vách, mặt thì gục xuống dưới. Lão Bồn nghĩ bụng, biết đâu lão còn đang sống thì sao. Nghĩ đoạn, lão chạy vụt vào, nâng khuôn mặt của lão lò lên. Nhưng liền tức khắc lão đã ngã ngửa ra phía sau. Khuôn mặt mà lão vừa lấy tay nâng lên, nó đâu phải là mặt của thằng em rể mình đâu. Đó là khuôn mặt tội nghiệp của người bố già mà lão đã chung sức giết chết. Khi lão Bồn nâng khuôn mặt ấy lên thì đôi mắt của cụ Điền đột ngột mở bật ra, rồi phóng ánh nhìn căm phẫn về phía của lão. Tiếp theo, ánh mắt ấy vẫn không chịu buông tha, cứ nhìn chăm chăm cho đến khi lão Bồn phải nhắm nghiền mắt lại. Lão muốn hét lên, nhưng miệng thì cứ há hốc ra mà không tài nào hét lên được. Gắng gượng lê lết trên nền đất để ra khỏi căn nhà đáng sợ này. Lết đến nỗi mòn cả đít quần, lão mới ra được và qua hiên xuống dưới đến sân. Lão cũng thấy đỡ sợ hơn phần nào. Có ai ngờ được sự việc đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó. Đang cố gắng dùng sức để chống gối đứng dậy thì từ phía sau như có ai đó ghì chặt gã cúi đầu xuống, gã ú ớ. Ai đấy? Mau thả tôi ra. Khuôn mặt của gã lúc này gần hơn với mặt đất, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái thứ nghịch tử, sao mày dám giết cả bố mày là thằng mất dạy này? Tao phải cho mày chết, cho mày chết để mày xuống 18 tầng địa ngục mà nếm mùi đau khổ đi. Nhận ra cái chất giọng quen thuộc đó là của cụ Điền, lão Bồn rối rít nói câu được câu mất. Thầy ơi, tất cả là âm mưu của vợ chồng con Tôn, con không biết gì hết. Thầy tha chết cho con đi thầy ơi. Chúng mày là một lũ bất hiếu, chúng mày đứa nào cũng xứng đáng với cái chết. Thứ bất nhân như chúng mày không nên sống nữa. Tao thật vô phước mới có cái thứ con cái dâu rể như lũ chúng mày. Chết đi. Đến đây, khuôn mặt sợ hãi của lão Bồn đã ghì sát xuống dưới nền sân đất. Bản năng sinh tồn khiến cho lão cố gắng giãy giụa để thoát thân nhưng vô ích. Trên cái đầu của lão như có hàng tấn đá nặng trịch đang đè lên vậy. Tại nhà của mụ Lành, khi bước từ sau nhà lên, mụ giật mình khi thấy mụ Tôn nằm trình hình ở giữa nhà. Mụ tiến đến lay mạnh. Ôi giời ơi, cô Tôn, cô làm sao thế này, mau dậy đi. Đụng vào mũi thì thấy vẫn còn thở, mà gọi thì không dậy. Mụ Lành liếc mắt nhìn lên trên bàn, thấy có cốc nước trà lão Bồn uống dở, nên mụ với xuống rồi đổ vào lỗ mũi của mụ Tôn. Tức thì mụ Tôn bật dậy hắt hơi liền mấy cái, dùng tay day day mũi, miệng chửi thề. Bố tiên sư! Rồi mụ từ từ hé mắt ra nhìn lên, bất ngờ mụ la oai oải. Ma! Có ai không? Cứu tôi với! Mụ Lành giăng tay tát bóp một cái vào mặt của em chồng, rồi phân trần. Ma nào! Tôi đây mà! Cô bị cái quái gì thế? Vừa rồi trong lúc mắt nhắm mắt mở, mụ ta đã nhìn lầm mụ Lành ra bóng dáng của cụ Điền. Bây giờ nghe tiếng nói của chị dâu thì mụ mới từ từ dụi mắt rồi trấn tĩnh lại. Nhưng chỉ trong nửa giây, đầu của mụ sực nhớ về cái chết của chồng mình ở nhà.
Mụ quay sang bảo mụ lành. Chị ơi, chồng em bị thầy giết ở nhà rồi. Hay, cô nói linh tinh cái gì vậy? Cô bị sảng à? Thầy nào? Mà ai chết? Mụ Tôn không đáp. Mụ đứng lên rồi lảo đảo đi về, vừa đi vừa mang tên lão lò ra mà gào khóc. Mụ lành không hiểu mô tê gì cả. Mụ kéo rằng lại nhưng không kịp. Mụ phải chạy theo gọi lớn. Này, cô Tôn, cô làm sao đấy hả? Đứng lại đó tôi hỏi xem nào, cô Tôn. Rồi mụ cũng cứ như vậy hắng dự chạy theo. Mãi cho đến khi đi đến một vùng tối om như hũ nút thì mụ mới đuổi kịp mụ Tôn. Mụ vịn tay vào một gốc cây rồi thở hồng hộc như sắp hụt hơi đến nơi. Mụ Tôn thì vẫn đứng trong bóng tối gào tên của chồng, mặc dầu đây hoàn toàn không phải là nhà của mụ. Bất ngờ, cái cây nơi mụ lành đang vịn tay bỗng nhiên rung lên một cách dữ dội, rồi lá trên đó rụng xuống như là mưa vậy. Mụ ta thấy lạ vì trời hoàn toàn lặng gió, mà sao cái cây này tự nhiên lại rung mạnh đến thế. Mụ lùi lại phía sau, bất chợt vấp phải một gò đất làm mụ ngã sóng xoài. Chưa kịp định hình thì mọi thứ chung quanh, chỉ chỗ gò đất đó vang lên một giọng nói như từ trong sâu thẳm vọng lên. Lành ơi, thầy đây, sao còn nỡ lòng giết thầy tàn nhẫn như vậy hả Lành ơi? Bấy giờ, dưới ánh trăng sáng vàng vọt mờ nhạt, mụ Lành mới kinh hãi nhận ra đây chính là khu nghĩa trang chứ không phải là địa điểm nào khác, và gò đất này chính là ngôi mộ của cụ Điền, tức là bố chồng của mụ. Mụ muốn kêu ngay mụ Tôn lại để cầu cứu, những đột ngột từ gò đất ấy, cụ Điền đã ung dung bước lên. Cụ đứng thẳng người rồi nhìn về phía xa vẫy gọi. Tôn ơi, về đây với thầy con ơi. Tôn ơi, về đây con ơi. Như một ma lực kỳ dị, mụ Tôn không ngừng bật tiếng la hét, lững thững bước lại chỗ ngôi mộ của cha. Từ giây phút đó, mắt của mụ không còn nhìn thấy gì nữa, đầu óc quay cuồng trong điên loạn và chìm vào một không gian đáng sợ. Mụ thấy mình nằm sâu ở dưới đáy một huyệt mộ, liên tiếp bị cát đất đè lên, miệng mụ kêu gào thảm thiết nhưng cũng vô ích. Cuối cùng mụ tắt thở rồi chết trong vô vọng. Nhưng đó hoàn toàn không phải là giấc mơ, mà đó là cái chết thực sự của mụ. Một đứa con gái đã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của người sinh thành ra mình. Hôm sau, một đám người lên nghĩa trang viếng mộ thì thất kinh hồn vía khi bắt gặp hai xác chết đang nằm bên cạnh một nấm mồ của cụ Điền. Khi lại đến nơi thì mới nhận ra đó chính là mụ Tôn và mụ Lành. Không biết nguyên nhân như thế nào mà thành ra như vậy. Họ đưa hai thi thể ấy về. Lúc này ở tại nhà cũng còn hai cái xác nữa, đó là lão Bôn và lão Lò, đang chờ hai mụ vợ của mình về để cùng nhập quan cho vui. Rồi đây, khi về bên kia thế giới, không biết họ có còn đối xử bất nhân với cha của mình nữa hay không? Có lẽ là không. Bởi vì những con người như họ làm gì còn có cơ hội mà được gặp mặt cha dưới chốn hoàng tuyền nữa. Họ còn phải lo gánh vác tội lỗi của bản thân mình ở nơi địa ngục kinh hoàng. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Oán Hận của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới. Xin chân thành cảm ơn.